Kính chào quý khán giả của hệ thống đài VTV Network tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Nhóm phóng viên của VTV đang có mặt tại New Diamond Club, tọa lạc trên đường Gilchrist, thành phố Houston. Xin mời quý vị theo dõi buổi chiếu phim tài liệu Thuyền nhân hành trình 50 năm của nữ đạo diễn Thanh Tâm do Ethnic General Group và Luna Village Production sản xuất, được sự tài trợ một phần của chính phủ Canada. Phim được thực hiện trong khoảng thời gian 2 năm. Đây là phim thứ nhì của nữ đạo diễn Thanh Tâm sau đợt ra mắt ở các thành phố đông người Việt cư ngụ tại Canada và trình chiếu tại nhiều thành phố bên Âu Châu và Úc Châu. Đến Houston lần này, phim được trình chiếu 3 suất trong ngày thứ Bảy, 21 tháng 9 năm 2024. Sau đây là những hình ảnh trong buổi chiếu phim và gặp gỡ nữ đạo diễn Thanh Tâm do phóng viên VTV ghi nhận. Kính thưa quý vị, như trong cái thời gian vừa qua, thì Nguyễn Lân cùng anh Đỗ Tĩnh cũng như là chị Hiền Trương là một trong những người đã có một cái nhà ý thành lập một cái lực lượng thanh thiếu niên Việt Nam Cộng Hòa. Thì với một cái mục đích để duy trì và phát triển văn hóa Việt Nam tại hải ngoại, cũng như truyền đạt lại cho con em của chúng ta biết về cái lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Như quý vị cũng đã thấy, dưới sự cai trị của tà quyền Cộng sản, càng ngày họ bóp méo cái lịch sử. Nguyễn Lân và một số các anh chị em muốn duy trì lại một cái nhân bản của thời của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Từ cái điểm đó, Hùng Lân tha thiết cũng là liên lạc với cô Thanh Tâm để chiếu đưa cái bộ phim về đây để mà chiếu. Thứ nhất là cho các con em của chúng ta, các em mà sanh đẻ tại những cái nơi mà quê hương thứ hai, họ phải biết được, các cháu phải biết được là tại sao cha ông chúng ta là lưu lạc khắp nơi trên thế giới. Những cha ông của mình đã gian khổ như thế nào để tìm miền tự do. Đây là một bộ phim nói về chuyến vượt biển cách đây đã 50 năm. Muốn cho tất cả các thế hệ trẻ được tìm hiểu sâu hơn. Buổi chiếu phim này có 3 suất, 12 giờ, 3 giờ và 7 giờ. Và theo như đạo diễn Thanh Tâm cho biết thì tất cả những trẻ em dưới 17 tuổi được miễn phí, còn người lớn thì 20 đồng. Một lần nữa, xin kính mời tất cả quý vị tới đây tham dự. Tại sao người Việt lại có mặt khắp nơi trên thế giới tự do? Họ từ đâu tới? Từ năm 1975 cho đến năm 1995, đã có khoảng gần 3 triệu người đã bỏ nước ra đi. Vì sao họ phải lưu vong? Lúc đó chúng tôi không có lựa chọn. Thuyền nhân hành trình 50 năm, phim tài liệu dài 90 phút do Thanh Tâm thực hiện. Từ chính những nhân chứng sống may mắn thoát chết trên đường vượt biển đã lần lượt kể lại những tháng ngày giông bão mà họ đã trải qua, khi ra đi không hẹn được ngày về và cũng không thể nào biết được tương lai mình rồi sẽ về đâu. Họ đã phải trả giá như thế nào? Tất cả những cái tàu của nó là cỡ cũng phải là mười mấy chiếc, nó bu lại giống như mình là một miếng mồi. Mà trên người không mảnh vải che thân, cổ thì trói chung từng người lại với nhau. Tụi tôi hầu như là giống như là còn da với xương. Mà chiếc tàu nó đi là lại cuối cùng nó ăn thịt nhau. Những câu chuyện đau thương được kể trong Thuyền nhân hành trình 50 năm cho thấy phần nào sự tàn khốc của xã hội Việt Nam từ sau năm 1975 và nỗi tan thương mà những người tị nạn gốc Việt đã phải trải qua. Tôi mấy chục năm vừa qua, tôi chứng kiến thầy Bình chết ngay trước mắt tôi. Cái cảm giác mà một người thân mất trên biển, nó kinh khủng lắm. Đông nghe được những cái vong hồn ở dưới biển đó quý vị, khóc, than, thật sự đông rùng mình. Giai đoạn quá khứ bi thảm này làm người Việt hải ngoại có thể cảm nhận rõ ràng hơn là họ đã may mắn như thế nào. Và những gương thành công trong Thuyền nhân hành trình 50 năm cũng cho thấy một xã hội công bằng và nhân bản, người tị nạn gốc Việt có thể đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ.
Thanh Tâm xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay được đến Houston chiếu phim Thuyền Nhân Hành Trình 50 năm là một vinh hạnh của Thanh Tâm. Để nói về cuốn phim thì khi mà đi quay những cái phỏng vấn cũng như là dựng những cái cảnh quay thì Thanh Tâm đã quay ở tại Thái Lan. Và có một cái cảnh mà Thanh Tâm rất là ấn tượng, đó là khi mà những người hải tặc là những người thực sự là người Thái Lan đóng vai hải tặc, và khi mà họ xuống cái thuyền của những người thuyền nhân đó thì thực sự là Thanh Tâm cảm thấy nó rất là thật, và mình cảm thấy là run rẩy bởi vì mình liên tưởng đến những cái ngày xưa khi mà những người nạn nhân của hải tặc đã phải trải qua những giây phút kinh hoàng như thế nào. Đây chỉ là một cái phân cảnh đóng trong phim thôi mà Thanh Tâm đã cảm giác rất là thật rồi, thì đó là cái ấn tượng mà Thanh Tâm đã phải trải qua. Và khi mà cái con tàu nó lên đến ở trên biển để mà quay những cái cảnh phân cảnh mà thuyền nhân đó, thì những cái người đang là tị nạn Thái Lan là những người thượng họ đóng, và họ cũng cảm thấy rất là thật, và có những người là đây là những giọt nước mắt thật của họ, và họ thương cho những người thuyền nhân cũng như là thương cho cái thân phận tị nạn của họ. Thì đó là những cái cảnh mà Thanh Tâm cảm thấy rất là xúc động. Còn đi quay những cái người nạn nhân của hải tặc thì quý vị biết không, đó là một cái điều rất là khó khăn, khi mà Thanh Tâm vừa phải phỏng vấn họ, vừa phải xem cái phản ứng của họ như thế nào, bởi vì những cái người đó họ đã có những cái vết thương nó đã quá lâu rồi, và bây giờ mình khơi lại đó, đó là một cái nỗi đau, và Thanh Tâm cảm thấy rất là thương cảm cho họ. Thanh Tâm nhớ là đang quay một cái chị hình mai ở tại Ottawa thì chỉ run rẩy, và cái cơn bệnh của chị trở lại và chị không có kiểm soát được. Mình cảm thấy là những cái nỗi đau của những người nạn nhân ngày xưa, và mình cảm thấy là cái điều mình làm nó thực sự là mặc dù khó khăn nhưng mà xứng đáng, bởi vì Thanh Tâm còn nhớ là khi mà chiếu phim ở tại Ottawa thì có một người bộ nhân họ đã nói là đây là một cái sau khi mà xem cái bộ phim này thì đây như là cái liều thuốc để mà chữa lành cho họ. Ngày hôm nay là một ngày rất là vui, bởi vì tôi chứng kiến được cái bộ phim này đem đến thành phố Houston của chúng ta, và tất cả quý đồng hương có dịp để nhìn thấy được cái thành quả, cái việc làm của Thanh Tâm. Và tôi chứng kiến được sự trưởng thành của cô. Và một điều mà tôi rất là quý mến đó là cái tinh thần mà quyết tâm để mà thực hiện được cái bộ phim này. Dù là bao nhiêu khó khăn, thậm chí đôi khi phải cấn luôn cái giá, cái căn nhà của mình để mà làm phim. Cái niềm đam mê với kịch ảnh thì Thanh Tâm là một trong những nhân vật rất là đáng cho chúng ta ngưỡng mộ. Và cái điều thứ hai nữa, cô có thể chọn rất nhiều những cái đề tài khác ăn khách hơn với những cái giới mộ điệu ở đất nước Hoa Kỳ hoặc là ở đất nước Canada, nhưng cô chọn cái tâm tình của người Việt, và cô chọn những cái mẩu chuyện khó, tại vì dàn dựng lại những cái đau thương của cái lịch sử, một cái giai đoạn lịch sử đau thương của dân tộc là cả một sự cố gắng, nhất là cô còn trẻ. Cái vốn sống của cô ở Việt Nam Cộng Hòa nó chưa đủ nhiều, nhưng mà với cái tinh thần tìm hiểu, và tôi quý nhất là cái sự quyết tâm để mà cho ra được bộ phim này. Và vì vậy mà khi Thanh Tâm hỏi là để đóng góp một tí thì chúng tôi sẵn sàng. Và tôi hy vọng là tất cả các đồng hương chúng ta hãy thưởng thức cái phim này, bởi vì nó là một cái mảnh ghép của những cái cuộc đời tị nạn mà tất cả chúng ta cần phải nhớ đến để không bao giờ quên mình là người Việt Nam. Lý do tại sao mà Thanh Tâm có hai cái bộ phim cùng với chủ đề với nhau trong một thời gian ngắn? Bóng quá khứ là một cái phim truyện, và đây Thuyền Nhân Hành Trình 50 năm là một cái phim tài liệu. Mặc dù là cùng chủ đề, tuy nhiên cái hình thức nó khác nhau, và cái thông điệp nó cũng có phần khác và cái phần giống nhau. Khi mà chúng ta phỏng vấn những cái người nhân chứng sống và họ cho chúng ta những cái câu chuyện họ đưa ra đó, nó làm cho mình cảm thấy là nó sống động hơn. Và những cái người đi xem họ cảm thấy gần gũi, và họ cảm thấy là như là sống lại cái thời điểm đó. Cái Thanh Tâm làm những cái phim này để mà nhớ lại, nhắc lại cái nguồn gốc của những người tị nạn, không phải là để khơi lại hận thù thưa quý vị, mà là để cho chúng ta biết rõ cái quá khứ của mình, thì chúng ta mới có thể hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Cho những cái bạn trẻ, họ biết được là vì sao ông bà cha mẹ của mình đã phải bỏ xứ để mà sống lưu vong. Và từ đó các em trân quý hai cái chữ tự do, bởi vì đã có những người họ phải đánh đổi kể cả mạng sống của mình để có được cái hai chữ tự do. Thì đó là cái thông điệp ở trong phim. Bên cạnh đó thì Thanh Tâm cũng muốn những cái cuốn phim này như là một cái nén hương lòng để nhớ đến những cái người đã không may bỏ mình trên cái bước đường đi tìm tự do. So sánh với lại cái phim Bóng Quá Khứ mới cách đây có một năm cho Thanh Tâm, và cuốn phim này nó đã được cải tiến và rất là xuất sắc. Theo cái nhận định của cá nhân chúng tôi thì cuốn phim này không có chỗ nào chê được cả.
một cuốn phim tài liệu rất là giá trị, và phải nói rằng là tất cả những tâm huyết của đạo diễn Thanh Tâm đã bỏ vào trong này. Chúng tôi thấy cái bố cục được trình bày rất là rõ ràng, mạch lạc, và cái tiến trình, cái dàn xếp từ đầu tới cuối nó đi theo cái tiến trình của lịch sử, những cái mốc lịch sử cho tới lúc mà quốc gia Canada là nơi định cư và quê hương thứ hai của rất là nhiều người Việt của chúng ta, thì phải nói rằng là cuốn phim này rất là có giá trị. Tôi đã khóc bởi vì cuộc đời của tôi thấy ở trong đó là cảm tạ cô có một cái lòng nhiệt tình của dân tộc. Thứ hai, cô đã xúc tích một cái tài liệu là một nhân chứng ở trong đó. Cái hành trình này không phải nó bằng môi mép, bằng cái bề ngoài, và bằng cả cái tâm chất ở trong đó. Và cái điểm thứ ba, cô đã để lại cái message cho giới trẻ. Chính vì vậy cô đã thuyết phục được tôi, và tôi cũng năn nỉ bên họ không phải dễ đâu. Một đêm tôi khóc, tôi nói với nó bao nhiêu lúc này nó không hiểu. Bây giờ nó ngồi đó, tôi hỏi vừa nói what is your question is, nói còn khóc. Tôi xin cảm ơn cô và cảm ơn Cường rất nhiều. Chạy tị nạn tại Singapore, và cái chạy nạn Singapore đó có thể nói là thiên đàng tị nạn của những người thuyền nhân. Và cái tôi xin đề cao là cái chính phủ Singapore từ đó rất là tốt, rất là nhân đạo, và đón chúng tôi những người tị nạn, những người thuyền nhân đó rất là trân trọng. Và tới giờ phút này tôi không bao giờ quên cái chính phủ Singapore từ đó. Tôi sống tại đất Mỹ đã cứu mang tôi 40 mấy năm. Trừ ngày nay tôi mới đi quay cái bộ phim này là để cho con cháu tôi nó thấy cái việc cộng nó vô nó tàn ác như thế nào. Tôi biết bọn nó vô thần rồi, thành vợ chồng tôi phải ra đi một trên tìm đường vượt biên qua đây. Thì suốt 40 mấy năm rồi, nhà tôi là một người quá hận Việt Cộng, nó đã chôn sống ông cụ thân sinh của nhà tôi. Do đó cho nên không bao giờ quên được. Tôi đã 90 tuổi rồi, tôi còn sống trên đất này, tuy là nhà tôi vắng bóng rồi, nhưng mà tôi cũng tham dự tiếp tục những cái gì mà đã nhớ đến quê hương. Chứ tôi nghĩ lại, đồng bào còn sống ở quê hương cũng vẫn đau khổ như thường. Mà chúng tôi nhìn thấy đó, đau lòng. Con lớn lên ở Việt Nam và trong cái phần lịch sử họ không có những cái phần mà trong bộ phim này có dạy. Và lúc mà con đi coi bộ phim này con thấy rất là cảm động hơn. Con hiểu nhiều hơn về những gì mà ông bà mình phải trải qua, cô chú mình trải qua. Thì bộ phim này theo con là đánh giá rất là cao về mặt lịch sử cũng như là về mặt nghệ thuật. Và con rất là mong muốn là nhiều bạn trẻ bằng tuổi con có thể là dành một chút thời gian thứ bảy chủ nhật đi coi thì nó sẽ rất là hay. After I watch the movie, I feel the urge. It makes me tears up a lot, especially when I hear about women getting raped by pirates from other countries. I feel like, you know, I thought of my mom in that position, I thought about me in that position, and you know, I almost teared up because I feel sympathy for them. And I think about the people that went through that, that might went through that. My aunt was here and my relatives, and for the people that are Vietnamese Americans, that the girls that are my age, I wish to tell them the truth. I wish to expand on that. I wish to tell them the sacrifices that the people that went here from Vietnam has did for us and has do for our community. I want them to learn and know the root of Vietnamese people. And thank you for this movie. I really appreciate the director for everything she
she gave us and she demonstrated to us. I think the editing was good, the lighting was good, and the quality was amazing. Đi coi phim cái chủ nhân là muốn học hiểu cái lịch sử của cái cộng đồng Việt Nam, nhưng mà cái lịch sử là cái giá tài của cơ thể chứ, để cho cái người đó bây giờ. Bây giờ là cái trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm của cái thế hệ này là học hiểu cái lịch sử đó. My first time here watching both people, learning from the perspective of the Vietnamese community of Southern Vietnam, of the Republic when they came to the US. My family came here in 75, and it's been such an experience and honor to learn about the suffering that they went through, sacrifice they make for this generation, for us to live in a country with freedom, live in a country where they were able to provide us with everything that they did not have. You know, the journey that they went through and the war and the suffering that they had to endure is something they wanted to protect us from. And now is our responsibility to protect ourselves from similar circumstances, to make sure that we continue the legacy, continue the history, and make sure that we do not forget and do not lose sight of everything they worked so hard for to provide for us. So cái đoạn mà cảm xúc nhất với con mà giống như là almost tear me up là cái lúc cái chú đó, chú from Canada, chú đó đi tới và chú đó nhìn vô cái giấy tờ của chú đó, chú đó, nó ghi là stateless. Nằm cái dòng chữ vào tờ cuốn rất là buồn. Tại mình có đất nước, mình có tổ quốc mà. Nhưng mà tại sao tôi phải ra đi? Thì cái lúc đó mình rất là buồn. Tại vì đất nước của mình mà mình ở một nơi nào rất là xa lạ, và mình không có nơi nào nương tựa hết. Và chú đó cũng rất là cô đơn đó cô. Yeah. Vẫn có nhiều bạn ở Việt Nam thì mình không có được có giống như là tiếp xúc với những cái content giống như vậy, thì nó rất là khó. Và giống như con cũng muốn bạn con biết thêm về vấn đề này, thì vấn đề này nó không được truyền bá rộng rãi ở Việt Nam, và nó giống như là một cái gì mà nó không được gọi là sạch. Thôi xong tiền they view it like that. So thì con cũng muốn là tất cả mọi người, that's why con mang em của con tới để cho nó biết nhiều hơn và nó hiểu được là what's been through. Và hôm nay con cũng giống như là con cũng tìm hiểu vấn đề này, nhưng mà con không có tìm hiểu sâu xa, và giống như chất lượng giống đạo diễn đây làm rất là good. Thuyền nhân hành trình 50 năm với hy vọng truyền đạt cho thế hệ tương lai cũng như người dân bản xứ hiểu hơn về những người tị nạn gốc Việt. Những câu chuyện thật trong giai đoạn lịch sử này là bài học xương máu cho những ai quan tâm đến vận mệnh tương lai của quốc gia dân tộc. Sự hy sinh của những người bỏ mình trên đường tìm tự do cần phải được tưởng nhớ. Những tang thương này không thể một lần nữa tái diễn trong lịch sử của dân tộc Việt, và nguyên nhân của nó cần phải bị vĩnh viễn xóa bỏ. Sắp tới đây em sẽ làm một cuốn phim với cái tựa đề là Từ Tro Tàn Chiến Tranh. Thanh Tâm sẽ nhấn mạnh cái phần là những người quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đã phải trải qua những cái năm tháng ở trong tù cải tạo như thế nào. Đây là cái điểm chính của phim, và đồng thời sẽ đi khắp những nơi, những cái đất nước mà đã từng cưu mang những người thuyền nhân, những người tị nạn, để mà cho những người này chia sẻ về câu chuyện của mình. Bởi vì mỗi quốc gia có một chính sách nhận người tị nạn khác nhau. Thuyền nhân hành trình 50 năm thì nó chỉ gói ghém lại cho những người Canada gốc Việt, bởi vì đây là một cuốn phim được chính phủ Canada tài trợ. Tuy nhiên cuốn phim Từ Tro Tàn Chiến Tranh thì chúng ta thấy là cái tựa đề là từ một cái tro tàn chiến tranh như vậy, thì trong một cái đống lửa đó nó sẽ có một con chim phượng hoàng nó bay lên. Thì cái thông điệp của cuốn phim là 50 năm đã trôi qua, những người ngày xưa họ phải bỏ xứ ra đi, bây giờ họ đã có những cái thành tựu gì, tốt đẹp gì, và hướng tới tương lai như thế nào. Thì đó là cái thông điệp của cuốn phim này. Vừa rồi là những hình ảnh trong buổi chiếu phim tài liệu Thuyền nhân hành trình 50 năm của nữ đạo diễn Thanh Tâm. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chúng tôi xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phóng sự lần sau. Xin chào tạm biệt.